chào các bạn chúng ta tới bài số 11 bốn trước là chúng ta đã trao đổi với nhau về cái mục light mix này rồi đúng không ở đây nó có một cái chế độ đó là trung go -ô". thì cái trung go này dịch sang tiếng việt có nghĩa là sự chuyển đổi trong công nghệ máy tính các bạn cứ hiểu đơn giản nó là cái kiểu bật tắt được chưa ở đây nó ghi là o nghĩa là bật tắt tất cả bởi vì trong nhiều trường hợp cái bảng light mix này của các bạn nó có quá nhiều những cái đèn khác nhau và các bạn bật tắt bật tắt gì đó loạn xì ngậu lên đúng không và bây giờ mà đi kích vào để bật toàn bộ cái đèn lên cùng một lúc là mỏi tay luôn nên do đó nó mới sinh ra cái chế độ là chung go này bật tắt toàn bộ cùng một lúc đơn giản chỉ có vậy thôi rồi nói rồi nói rồi cái này rồi sang một post nó có mấy phần thứ nhất là một Thông mapping là ut blue Man glare setting, Blurring, đi nói dinh thế bây giờ nói từ dưới lên trên luôn thứ nhất là đi nói cái chế độ đi noise nó chỉ làm việc khi mà chúng ta kích vào cái chữ render này còn nếu mà đang interactive thì là nó sẽ không tính đi noise nha và cái thông số này đấy nó sẽ liên quan tới cái thông số ở mau ở cái mục đi nói này hai cái là một được chưa? riêng cái thông số ở này đấy hay là chính là cái thông số đi noi này các bạn có quyền chỉnh sửa nó sau khi đã render nghĩa là dù các bạn có đặt cái thông số này bao nhiêu ở đây nó không quan trọng render xong chúng ta vẫn có thể quay lại chỉnh sửa nó tiếp nó đơn giản chỉ là cái tỷ lệ hòa trộn giữa những cái ảnh gốc đã bị noi và cái chế độ đi noi như thế nào thôi hòa trộn hai cái làm sao cho nó hợp lý vừa mắt người còn cái thông số phía dưới này mới không thể nào mà chỉnh được sau khi đã render. Đây là cái thuật toán tính toán cái bán kính là mờ mà khi chúng ta kết xuất trong corona. Các bạn càng giảm cái thông số này xuống thì cái ảnh của chúng ta nó càng sắc nét nhưng mà nó sẽ xuất hiện nhiều noi. Càng tăng nó lên thì cái ảnh của chúng ta nó càng mịn, trông thì bắt mắt hơn nhưng mà nó làm mất chi tiết của cái bức hình. Thì cái này tôi đã nói ở trong cái phần bảng M10 setting rồi, nhắc lại một chút thôi. Các bạn có thể kích vào đây khi mà render hoặc là sau khi render vẫn được không sao cả ở đây giả sử ta đặt cái path limit của nó là 10 bước đi kích vào render rồi ở đây các bạn muốn chỉnh sửa gì thì chúng ta chỉnh luôn đây ví dụ thấy cái ảnh mà bị no nhiều quá thì các bạn có thể tăng lên đúng không tăng quá là nó bệt màu luôn đó rất là dễ thì cái bảng này nó cho chúng ta những cái kênh mà chúng ta render ở trong cái kênh render element đúng không và chế độ beauty là cái chế độ làm đẹp rồi interactive interactive là cái chế độ mà khi mà chúng ta chỉnh cái loại line này này thì khi mà lưu cái ảnh này ra đấy các bạn sẽ được tất cả những kênh này luôn và có thể lựa chọn những cái ảnh nào để hậu kỳ với Photoshop sau tôi ví dụ ở đây tôi để đi noi một cái mức rất là thấp đi 0.5 sau đó tôi kích và sell cái ảnh này ra một ok kế tiếp tôi sẽ để nó cái mức cao hơn một đặt tên là hai một hai các bạn thấy không ok chúng ta quay lại cái phần tông mapping thì cái tông mapping này để diễn giải nó tương đối là phức tạp các bạn cứ hiểu nó là một cái kỹ thuật sử dụng trong vấn đề xử lý đồ họa máy tính để ánh xạ từ một cái tập hợp màu này sang một cái tập hợp màu khác, bởi vì trong 3D Smart hay là Corona khi mà kết xuất ra những cái hình ảnh như này, đó là một cái giải màu rất là lớn. Nhưng mà những cái thiết bị mà chúng ta hiển thị trên cái màn hình máy vi tính, nó chỉ là cái hệ màu RGB đơn thuần 8 bit mà thôi. Thì cái vấn đề làm sao mà để nhét một con voi vào vừa một cái tủ lạnh, thì đó chính là cái kỹ thuật tổng mapping trong đồ họa máy tính nhằm xử lý cái vấn đề cái độ chói sáng, đồng thời bảo toàn được những cái màu sắc hay là chi tiết mang tới những cái hình ảnh chân thực và đẹp nhất tới người xem. Đây tôi kích vào cái nút tầm giác này. Các bạn sẽ thấy cái dòng đầu tiên là exposure. Exposure chính là cái độ phơi sáng thì trong cái kỹ thuật nhiếp ảnh ấy, cái độ phơi sáng nó phụ thuộc vào ba cái yếu tố. Tốc độ màn chập này, khẩu độ này, rồi ISO này. nói tóm lại là như thế nào? Nghĩa là khi các bạn chỉnh cái exposure này, nó sẽ làm tăng sáng hoặc là giảm sáng toàn bộ khung cảnh của chúng ta giống như chúng ta cầm cái máy ảnh vậy. Cái này khác hoàn toàn với cái phần chỉnh light mix ánh sáng này nha. Phần light mix là chỉnh cường độ của từng cái đèn. Còn cái phần exposure này là chỉnh toàn bộ cái độ sáng tối của cái bức hình của chúng ta. Nghĩa là kể cả những cái vùng bóng đổ hay là những cái vùng mà bị cháy sáng. Ok, tới cái phần thứ hai đó là highlight compress. Compress là nó, dịch sang tiếng Việt là nén lại. Còn highlight là những cái vùng mà cao quang, những cái vùng mà bị cháy sáng giống như là cái khu vực uh, trên bề mặt cái bạn ăn này này hay là những cái khu vực uh, gần cửa sổ như này này. Nó gọi là highlight. Nghĩa là những cái chỗ nào mà bị cái nguồn sáng nó đánh ánh sáng vào nhiều nhất thì chúng ta sẽ thấy nó bị cháy sáng lên và mất đi chi tiết. Các bạn có thể kiểm soát nó bằng cách tăng cái highlight compress này lên. Nén cái vùng cháy sáng lại. Thấy không? Thì khi mà làm như này ấy, cái bức hình của các bạn nó sẽ mất đi cái sự tương phản về cái độ sáng tối cái chuyện highlight nó xảy ra rất là bình thường khi mà các bạn chụp hình với điện thoại hay là máy ảnh tất nhiên mắt người nhìn đấy thì sẽ không phát hiện nó rõ ràng giống như hình chụp bởi vì cái mắt chúng ta nó có khả năng điều tiết độ sáng tối mà nhìn tới đâu thì nó sẽ tự động điều tiết tới đó giống như những cái khu vực trần này này thấy không đang bị cháy sáng lên nó gọi là highlight Đây hay là cái khu vực chân này Rồi phần tủ này Bởi vì khi mà chúng ta chụp hình bằng những cái thiết bị cái Điện tử ấy Chúng ta sẽ phải lấy sáng ở một cái điểm nào đó đúng không Ví dụ tôi lấy sáng ở vị trí sàn này chẳng hạn Thì để cái máy ấy, Nó tự động nó tính toán nó căn chỉnh được Cái độ sáng của cái sàn này đủ để mắt người Chúng ta nhìn thấy Thì đồng nghĩa việc những cái khu vực mà gần Cái nguồn sáng nó sẽ bị cháy bừng lên Sáng lên Nên là các bạn sẽ phải chỉnh cái thông số này cho nó hợp lý nha Đừng có tăng quá cao Để Nhìn nó rất là phi lý Ok, phần dưới của mục là Y Balance Tính theo cái độ Kelvin Thì nghĩa là cái khung cảnh của chúng ta đấy Ví dụ như các bạn làm ánh sáng vào cảnh buổi chiều hoặc buổi tối Cái ánh sáng của những cái ngọn đèn đấy nó hơi nhuốm màu cam một chút Ví dụ như là cái màu này chẳng hạn Đó Sau đó các bạn cảm giác khó chịu quá Bây giờ phải cân bằng lại cho nó Trắng hơn Nhìn cho nó đẹp Thì các bạn có thể chỉnh ở cái mục White balance này Cái màu nó đang nghiêng về cái sắc đỏ Hay là sắc cam Thì các bạn giảm thông số này xuống Thấy không Và ngược lại Nếu mà cái Màu trong cái khung cảnh các bạn Mà nó nghiêng sang cái sắc xanh chỉnh tay nó hên xui quá thì các bạn có thể tăng thông số này lên nhưng mà đừng có lạm dụng những cái này quá bởi vì trong cái khung cảnh của chúng ta nếu mà một cái một cái nguồn sáng nào đó nó phát ra một cái màu sắc cụ thể nào mà nó ảnh hưởng lên những cái vật thể khác và các bạn muốn hãm nó hoặc là khử cái màu đó đi thì chúng ta có rất là nhiều những biện pháp làm chứ không tới mức phải vào trong cái mục post và bắt đầu mới chỉnh cái này làm như này là toàn bộ Tất cả những cái màu sắc Của những cái đồ nội thất trong khung cảnh các bạn Nó sẽ bị ảnh hưởng theo Các bạn có thể cân hoặc kéo một chút xíu thì được Chỉ nếu mà lạm dụng nó quá là toi Rồi ở dưới nó có một là green Magenta Thì cái màu green và cái màu magenta này Trong hệ màu RGB Nó là hai cái màu đối lập nhau Tương tự giống như cái thằng white lần này thôi Nghĩa là các bạn muốn Chỉnh cái Màu sắc trong khung cảnh của các bạn nó nghiêng về cái màu gì đấy, thì chúng ta sẽ chỉnh ở đây nhưng mà cũng ít khi sử dụng mấy cái này Ở dưới này có một quan trọng này còn chắc là cái độ tương phản chủ yếu là chỉnh cái độ tương phản về cái độ sáng tối trong cái không gian của chúng ta thôi thì cũng tùy vào cái phần ánh sáng đúng không và những cái hình thái khi mà các bạn thiết kế cái nội thất này thì các bạn sẽ hiệu chỉnh trông cho nó hợp lý cái này nói nó khó lắm mỗi người một kiểu ở dưới này có phần là saturation thì cái này chủ yếu là chỉnh cái độ bão hòa của những cái màu sắc trong cái khung cảnh ví dụ các bạn thấy rằng cái không gian của chúng ta nó đang tươi màu quá giống như những cái hình ảnh về những cái bộ phim hoạt hình ấy. thì các bạn có thể giảm cái độ bão hòa này đi cái này nó sẽ tác động lên cái màu sắc rất là mạnh mẽ rồi ở dưới này nó có mục là filmic highlight filmic là có cái tính chất điện ảnh highlight à, rất là quen thuộc giống như cái thằng trên này này cũng là cái phần bị cháy sáng nhưng khác với cái thằng Highlight Compress nghĩa là nén những cái vùng sáng này lại Cứ nén đơn thuần thôi nghĩa là nó sáng quá thì ta làm cho mày tối đi Nhưng mà cái thằng phimic Highlight này nó tinh tế hơn một chút Khi nó làm giảm cái độ cháy sáng này Nó vẫn giữ được cái độ bão hòa của cái màu sắc Thì thực ra mà để mà so sánh Các bạn cần có những cái khung cảnh render những cái màu sắc nó thật là rực rỡ Thì các bạn mới thấy cái sự khác biệt còn trong nội thất đa phần thì chúng ta cũng không cảm nhận thấy rõ ràng những cái sự khác biệt đó Đặc biệt là những cái vùng cháy sáng thường nó nằm ở đâu đó Giống như cái bức tường này này Gần ngay cửa sổ đúng không? Còn những cái khu vực như là trên cái bàn ăn chẳng hạn Thì mấy khi mà chúng ta tăng sáng để cho tới mức mà nó cháy sáng cả cái bàn ăn này lên đâu Ở đây tôi có thể chỉnh cái phím mic này Thấy không? Tương tự như vậy cái phần phím mic sao đâu những cái hiệu ứng điện ảnh về những cái phần bóng đổ các bạn có thể kiểm soát đó. cho nó khẽ sáng hoặc là tối hơn một chút vì netting intensity cái này nó cũng giống như là cái hiệu ứng về về điện ảnh này nghĩa là các bạn sẽ làm tối bốn cái góc này lại làm cho cái chủ thể của chúng ta hay là cái nội dung hay là cái trọng tâm của chúng ta nó sẽ tập trung vào cái khung ảnh chính giữa này nhưng mà cũng ít khi xài lắm. Trừ khi mà các bạn nghịch ngợm làm cái hiệu ứng Dock và Fill đấy, render tập trung vào một cái vật thể nào đó, sau đó chúng ta làm mờ những cái khu vực xung quanh đi, cho nó tối tối lại một chút thì có thể áp dụng cái này được. Rồi color tint thì cái này các bạn có thể áp dụng một cái màu sắc nào đó lên trên toàn bộ khung cảnh, cái này bao giờ mà sai. Editor thì các bạn có thể chỉnh thêm cái độ sáng tối trong cái khung cảnh này. Nhưng mà thường thì chúng ta sẽ vào Photoshop ấy, thì nó sẽ có nhiều cái để chỉnh hơn. LUT. Thì khi các bạn kích vào cái ô vuông này, kích vào tạp giác, thì trong cái bộ LUT có sẵn của Corona mà khi mà các bạn cài đặt đấy, nó sẽ cho chúng ta rất là nhiều những cái bộ lút khác nhau, làm thay đổi cái sắc thái tông màu trong một không gian theo một cái màu sắc hay là một cái nội dung nào đó. Cái này cũng sử dụng trong điện ảnh khá là nhiều, nghĩa là các bạn có thể thấy những cái bộ phim mà nó quay nghĩa là những cái năm 2020 hoặc 2021 chẳng hạn, nhưng nó vẫn nhuốm một cái sắc màu nào đó có thể hơi hướng cổ điển hay là uh, gì gì đó. Và các bạn biết là mỗi đất nước nó có một cái 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 sắc thái về màu sắc khác nhau từ những cái bộ quần áo trang phục rồi thì không gian rồi thì cái ánh sáng nên là các bạn có thể thử áp dụng đối với những cái bộ lút có sẵn này chọn cho mình một cái ưng ý nhất cái này chỉ khi mà các bạn render ra những cái hình ảnh mà có vật liệu rồi tất cả nó hoàn thiện cơ thì khi mà chúng ta áp dụng nó mới hợp lý cái này khi nào mà chúng ta làm bài cuối khóa tôi sẽ trao đổi với các bạn thêm blue and glare cái này để phần sau nhé Ok, hẹn gặp lại các bạn trong những tutorial kế tiếp. Theo.